Ok, hôm nay là ngày đi thi đấu. Và không biết là hôm nay sẽ có được top 1 hay không. Top 1 trong tầm tay. Và top 11 trên điểm số. Ông mới tám rồi thôi. Top top 8 trên bảng số đúng không? Mình rất ghét dậy sớm, thật sự luôn. Mình rất là ghét. Và mình ghét luôn cả thằng cha nội nào mà kêu mình dậy sớm. Các bạn nhìn hai con mắt mình nè, thâm quầng luôn nè. Thôi mình đi xuống ăn sáng nha các bạn. Và đây là đồ ăn sáng. Đồ ăn rất là nhiều nhưng mà không có bánh mì. À, có bánh mì sandwich nhưng mà không có ổ mì để mà cầm theo cạp. Cô thì ăn cái củ cải gì đầu kia vậy? Cô ăn cái củ cải gì vậy cô? Ăn gì ít vậy? Ăn vậy sao sống cô? Hôm nay là ngày cuối cùng. Ngày cuối cùng thi đấu thôi. Mặc dù không biết là bọn mình có top 1 hay không nhưng mà bọn mình sẽ cố gắng hết sức nha các bạn. Cố gắng hết sức để mà thi đấu. Ok. Đã tới địa điểm rồi bạn ơi. Mình cứ mong là được kẹt xe để mà ngủ thêm một giấc, đúng không rồi răng, mà lại không được ngủ giấc nào cả, khổ vậy nuôi. Rồi, bây giờ sẽ vào phòng tập thôi. Hôm nay là ngày cuối cùng, cũng là ngày thi đấu. Các bạn có thể xem mình đang đi vào khu vực ui gì đây, ui nhung gì sân khấu, ở đây khu vực sân khấu như vậy. Các bạn coi cái đầu tóc của mình là nó còn xù nè các bạn. Mình đang hiện tại đang đứng ở ngay khu vực mua đồ. Nói chung mình cũng không biết khu vực này là gì nhưng mà nó rất là đẹp. Rất là ở đây tới khoảng tầm 1 đến 2 tiếng để mà ra sân bay. Không biết đi đâu luôn. Không biết đi đâu luôn các bạn. Các bạn có thấy sân bay này khá là quen thuộc. Đây là lần thứ hai mình đi Thái. Lần trước mình đi với đội tuyển rồi. Khá là quen thuộc. Và bây giờ thì sẽ đi về thôi. Đó. Sân bay khá là đẹp, quen thuộc các bạn ạ. Bây giờ về Việt Nam thôi. Mình đang háo hức được về nước lắm đây. Được về rồi các bạn ơi, được về rồi. Được về rồi. Starboy, phải cái Starboy. Starbuổi. Ok, mình đã lên máy bay rồi. Và bây giờ đã về nước rồi.
ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.